Là tượng người ta ví như là tượng của Bà Đen đó anh chị, tượng của Bà Đen, một pho tượng bằng đồng rất là cao. Pho tượng của Bà Đen thì nằm trên cái đỉnh núi của nước Bà Đen, thì như đây thì cách mặt đất khoảng là một cây số, có 1.000 mét, khoảng 1.000 mét của anh chị. Qua wow. Sau một hồi lên được mấy cái bậc thang này lên tới được như hôm nay rồi cả nhà ơi. Chùa Đông, chùa Đông nghệ thuật Phật giáo, hãy đến vô cổng xem nó có đó là cái gì cổng nữa nha, mình vô cổng xem nha. Ta vô đây là phải xếp hàng vô quán chị ơi, đây là phải xếp hàng vô, biết giờ động mà có vé gì không, vô đây là có vé gì không cô, vô đây là mình xem cái gì. Vô là phải bảo chân lại vậy đó hả? Đúng rồi. Sao vậy? Vô trong đó nó sạch sẽ, là sợ mình dơ, dép mình dơ. Dạ. Vô cổng xem nghệ thuật Phật giáo mà không biết này là cái gì của anh chị, để mình vô cùng với các anh chị trải nghiệm xem thế nào nha. Nghệ thuật Phật giáo là cái gì đây? Bây giờ mình vô trong các anh chị. À, như đây là nghe nói là mấy cái tượng này là tượng đồng không đó quán chị ơi. Wow, tượng này tượng bằng đồng quán chị. Thì như đây rất được nhiều người sợ lắm rồi, nó ố nó ám được quán chị nghe bằng đồng. Xin chào mọi người.
Rất đẹp luôn quá chị ơi, những cái pho tượng bằng đồng. Rồi các bạn chị em nào mà xem video thì để thích thì hãy cho em một like ha, một đăng ký và đừng quên chia sẻ giúp em, anh sẽ chia sẻ cho các bạn những cái video mới tiếp theo hay và mới hơn nữa, độc lạ hơn nữa. Cảm ơn các bạn chị đã theo dõi video. Chúc năm mới 2023 thật an khang và thịnh vượng nhé các bạn ạ. Thank you.
là niềm tin thần. Vì trên thầu của niềm tin thần chính là lời đáp ngược của Phật tổ Như Lai và Bồ Tát. Trong kinh Phật có dạy, vũ trụ rộng lớn vô cùng vô tận, có vô lượng vô biên các cõi đại thiên thế giới. Mỗi đại thiên thế giới là một cõi Phật độ. Chư Phật thì hằng hà sa số, mọi cõi đều có chư Phật hiện thân giáo hóa chúng sanh. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.